Xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn là các bạn không quên được cái cô hay nói và nói rất là nhiều đúng không ạ? Vâng, các bạn đừng có trách cô lắm điều, cũng chỉ vì cô yêu các bạn mà thôi. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ lại gặp nhau ở gì? Ngữ pháp, động từ, tính từ, ưn, nư, huệ và huệ. Vâng, và bây giờ cô mời các bạn đi sang phần tìm hiểu ý nghĩa. Huệ là gì? Thường được liên kết với gì? Tính từ. Không phải đúng không ạ? Phải. Thường liên kết với danh từ. Để cái gì ạ? Để nói lên cái hành động ở về trước được thực hiện và tiếp theo thế sẽ là hành động của về sau. Đúng không ạ? Và có ý nghĩa như thế nào ạ? Sau khi. Và có ngữ pháp tương tự đó là ưn nư tả mẹ và ưn nư tả mẹ. Và thường thì trong văn nói thì e sẽ bị lược bỏ thành huệ, ưn huệ, nư huệ. Chúng ta có như sau. Suop huệ sau khi học đúng không ạ? Xích xa huệ sau khi ăn. Ý liên huệ một năm sau. Xá mil huệ sau 3 ngày. Han si gan huệ sau 1 tiếng. Ô bun huệ sau 5 phút. Đúng ạ. Vâng. Và khi nào thì chúng ta sử dụng danh từ? Cô mời các bạn đi sang phần thì danh từ sau huệ. Đây là gì nhỉ? Đây là hình ảnh tốt nghiệp đúng không ạ? Rất là gì? Rất là nghiêm trang đúng không ạ? Chúng ta sẽ có danh từ huệ. Bạn Ca đã hỏi bạn Na là suop huệ mo ga hai goyeo? Suop huệ mo ga hai goyeo? Bạn sẽ làm gì sau khi học đúng không ạ? 친구를 만날 거예요. 친구를 만날 거예요. Sau khi học tôi sẽ gặp bạn đúng không ạ? 졸업. Đây là hình ảnh tốt nghiệp đúng không ạ? 졸업 후에 취직할 겁니다. Đúng không ạ? 졸업. Chúng ta sẽ đi làm, tôi sẽ đi làm khi nào? Khi sau khi tôi tốt nghiệp, tôi tốt nghiệp xong đúng không ạ? Sau đó tôi mới đi làm, đúng không ạ? 3년 후에 집을 살 생각이에요. Sau 3 năm tôi gì? Tôi sẽ mua nhà. Đây là suy nghĩ của tôi sẽ mua nhà, đúng không ạ? Cái nhà rất là đẹp đúng không ạ? Mà ai cũng ao ước sẽ mua nhà. Nhưng mà mua nhà bây giờ hay là khi nào? Không, sau 3 năm thử các bạn, sau 3 năm. Còn đối với động từ thì như thế nào ạ? Chúng ta sẽ có ưn huệ, đúng không ạ? Bạn ca đã hỏi gì? Đã hỏi bạn Na là sau khi bạn ấy tốt nghiệp thì các bạn ấy sẽ làm gì, đúng không ạ? 대학을 졸업한 후에 무엇을 할 거예요? 무엇을 할 거예요? 에요 ạ? Không phải 에요 nha các bạn, 에요. Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp đại học, đúng không ạ? 졸업. Trước tiên là gì? Phải tốt nghiệp đại học, đúng không ạ? Và sau đó làm gì? Đấy là tốt nghiệp xong mới làm gì, đúng không ạ? Và bạn Na đã trả lời như thế nào? 한국 회사에 취직할 거예요. Vâng, sau khi tốt nghiệp, đúng không ạ? Thì điều tôi làm sẽ là gì? Đi vào công ty của Hàn Quốc để đi làm, đúng không ạ? 점심은 수업이 끝난 후에 먹을 거예요. 점심은 bữa trưa, 수업이 là gì? Học, đúng không ạ? 끝난 xong, 후에 sau, đúng không ạ? 먹을 거예요, đúng không ạ? Tôi sẽ ăn cơm trưa, đúng không ạ? Tôi sẽ ăn cơm trưa. Lúc nào? Ngay bây giờ à? Không, đúng không ạ? Khi mà chúng ta học xong thì chúng ta mới ăn trưa, đúng không ạ? Muri 그른 후에
라면을 넣어야 합니다. Đúng ạ. Chúng ta phải bỏ mì, đúng ạ. Khi nào? Khi mà nước đã sôi, đúng ạ. Nước đã sôi chúng ta mới được bỏ mì vào, đúng ạ. Và một tô mì rất là ngon, đúng ạ. Cô chỉ cần nhìn là cô đã thấy thèm rồi, đúng ạ. Vì cô rất là đói bụng, cô chưa được ăn gì cả, đúng ạ. Phải bỏ mì vào sau khi nước đã sôi, đúng ạ. Vâng, vậy khi nào thì chúng ta dùng ưn huê? Khi nào thì chúng ta dùng nư huê? Cô mời các bạn đi sang phần hình thức áp dụng cụ thể nhé. Chúng ta có động từ kata, không có phụ âm cuối. Kata chính là đi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lược bỏ ta và chúng ta kết hợp với nư huê thành can huê sau khi đi, đúng không ạ? Còn đối với động từ ikta có phụ âm cuối thì chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta cũng lược bỏ ta và chúng ta sẽ kết hợp với gì? Nư huê hay là ưn huê? Vâng, chúng ta sẽ kết hợp với ưn huê thành ilkun huê. Ilkun huê. Ilkun huê. Đây là phát âm nha các bạn. Vậy thì với gì? Động từ mãn tulta khi phụ âm cuối là li ư thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Vâng. Phụ âm cuối li ư khi gặp gì? Các gì? Phụ âm nư, bư, sư thì lúc này phụ âm cuối li ư sẽ bị loại bỏ, đúng không ạ? Cho nên chúng ta loại bỏ li ư và ta, chúng ta sẽ kết hợp với nư huê thành mãn tun huê, tức là sau khi làm, đúng không ạ? Vậy đối với động từ tút ta thì lại như thế nào ạ? Tút ta là phụ âm cuối, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lược bỏ ta. Và cái phụ âm cuối tư khi gặp các cái gì? Các ngữ pháp nguyên âm như ư, đúng không ạ? A, đúng không ạ? Thì sẽ gì? Sẽ lúc này tư sẽ được gì? Biến thành li ư, đúng không ạ? Và đã biến thành li ư thì chúng ta sẽ kết hợp với gì? Nư huê hay là ưn huê? Vâng, chúng ta cũng kết hợp với ưn huê thành tử rưn huê. Tử rưn huê, đúng không ạ? Các bạn nhớ nhá. Chúng ta có gì? Tốp ta. Tốp ta là gì? Tổ á. Tổ á. Giúp đỡ, đúng không ạ? Phụ âm cuối pư khi gặp gì? Các nguyên âm ư, a thì cũng sẽ bị gì? Gặp a, ư, vân vân, đúng không ạ? Cũng sẽ được biến thành, lúc này phụ âm cuối pư sẽ được biến thành u, đúng không ạ? Thành tổ un huệ. Tổ un huệ, đúng không ạ? Giúp sau khi giúp, đúng không ạ? Vậy đối với động từ có phụ âm cuối là nát. Siot nát tá. Siot nát tá thì chúng ta sẽ lại làm như thế nào ạ? Chúng ta cũng loại bỏ tá và phụ âm cuối siot khi gặp các nguyên âm như a, ư thì lúc này siot sẽ gì ạ? Sẽ bị loại bỏ, đúng không ạ? Nhưng chúng ta vẫn kết hợp với ưn huệ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có nưn huệ, đúng không ạ? Vậy thì phần hình thức này chúng ta rút ra được kết luận như thế nào ạ? Không có phụ âm cuối hoặc phụ âm cuối là gì? Lý ư bị ụp, chúng ta sẽ kết hợp với nư huê. Còn nếu như có phụ âm cuối hoặc phụ âm cuối là gì? Là tư và gì? Siột hiêng thì chúng ta sẽ phải kết hợp với ưn huê, đúng không ạ? Các bạn nhớ cho cô điều đấy nhé. Bài học hôm nay rất chi là gì? Rất chi là quan trọng, thưa các bạn. Đây là bài học, tuy nhiên các bạn nghĩ là dễ, nhưng nó sẽ khó đối với các bạn mà không chịu học bài, không nắm chắc bài giảng ngày hôm nay. Vâng, và cũng như các bài giảng khác, thì khi chúng ta sử dụng huê, chúng ta cần lưu ý những đặc điểm sau. Trước tiên, thì
후에 sẽ không được kết hợp với gì? Với tính từ. Chúng ta có ví dụ như 건강이 좋은 후에 일을 시작할 거예요. 건강이 좋은 후에 일을 시작할 거예요. 건강 là gì? Là sức khỏe. 좋은 chính là gì? Chính là tính từ 좋다. Đúng ạ. Chính là từ cơ bản 좋다. 일을 시작할 거예요. Vậy tại sao câu này lại không đúng? Vì sao? Vì 은느 후에 không được kết hợp với tính từ, đúng không ạ? Và vì 좋은 là tính từ 좋다, cho nên là không thể kết hợp với 후에, thưa các bạn. Nhưng nếu các bạn muốn kết hợp tính từ đấy với 후에 thì các bạn phải làm như thế nào ạ? Các bạn phải kết hợp với 어여 아 지다 để biến cái tính từ đấy thành động từ thì các bạn có thể kết hợp được với 후에. Chúng ta có nhé. 건강이 좋아진 후에 일을 시작할 거예요. Ồ, đã là tính từ mà. Tại sao câu này lại được? Vì sao? Vì 좋다, đúng không ạ? Vì, ở đây là, vì 좋다, tốt, đúng không ạ? Tính từ tốt cộng với gì? À, chita. A chita trở thành, đúng không ạ? A chita. Và tại sao không cộng với ơ chita, yo chita mà lại kết hợp với a chita? Vì sao? Ở đây là nguyên âm ô, cho nên chúng ta sẽ kết hợp với cho a chita. Các bạn hiểu chưa? Và chúng ta đã biến động, biến gì? Tính từ cho tha thành động từ cho a chita. Cho nên đây là đáp án đúng. Tôi sẽ bắt đầu đi làm việc sau khi sức khỏe của tôi tốt hơn. Đúng không ạ? Các bạn nhớ chưa ạ? Và điều thứ hai nữa, điểm lưu ý thứ hai chính là gì? Các bạn không được kết hợp hu e và ưn hu e với gì? Với thì quá khứ. Nhưng thì quá khứ có thể đứng trước, không thể đứng trước nhưng có thể đứng sau, đứng ở phía sau. Các bạn hãy nhìn vào các ví dụ nhé. 식사를 했은 후에 커피를 마셨어요. Các bạn thấy thế nào ạ? Có ai đã nói 식사를 했은 후에? Có ai sử dụng như thế chưa? Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô nghe, vì đây là bài giảng của cô, đúng không ạ? Đây là ví dụ cho nên lần đầu tiên cô nghe được là 식사를 했은 후에, đúng không ạ? Vậy các bạn muốn thể hiện đúng là như thế nào ạ? 식사를 한 후에 커피를 마셨어요. Đúng không ạ? 식사를 한 후에 커피를 마셨어요. Đây thì quá khứ đã đứng sau 후에, đúng không ạ? Chứ không đứng trước 후에, đúng không ạ? Các bạn có thể sử dụng như thế này. Tôi đã uống cà phê sau khi nào? Sau khi tôi ăn tối, đúng không ạ? Vâng. Và các bạn đã sẵn sàng với cô để đi sang phần luyện tập chưa ạ? Vâng, vậy chúng ta hãy cùng đi sang phần luyện tập. Chúng ta hãy áp dụng 후에, 은, 후에 để hoàn thành những câu sau đây. 식사한 후에 설거지는 제가 할게요. Một người rất là gì? Rất là chăm chỉ, đúng không ạ? Hoặc là một người rất là hiếu thảo. Có thể là một người đàn ông thì là một người đàn ông thương vợ. Một người con thì một người rất là hiếu thảo với mẹ, biết giúp đỡ mẹ, đúng không ạ? 식사한 후에, 식사하다 là động từ, đúng không ạ? Không có phụ âm cuối cho nên chúng ta kết hợp với 느 후에 thành 식사한 후에 설거지는 제가 할 거예요. Tôi rửa chén, tôi sẽ rửa chén, nhưng khi nào? Khi sau khi tôi ăn xong, đúng không ạ? Sau khi ăn xong tôi sẽ rửa chén, đúng không ạ? 수업 후에 같이 도서관에 가요. 수업 là gì? Suop chính là danh từ không có hay là có. Vâng, có phụ âm cuối. Nhưng đối với danh từ thì có phụ âm cuối hay không có phụ âm cuối rất đơn giản, chúng ta cũng chỉ kết hợp với 후에, đúng không ạ? Tôi đến thư viện sau khi học xong. Chúng ta sẽ có ví dụ tiếp theo.
저는 머리를 감은 후에 몸을 씻습니다. Vâng, cảm은 후에 chính là gì? Từ cơ bản cảm ta. Ti có phụ âm cuối là mi âm, cho nên chúng ta kết hợp với ưn huệ. Đúng ạ. Chúng ta sẽ gì? Sẽ tắm với điều kiện là như thế nào? Sau khi gội đầu, đúng ạ. Vậy thì chúng ta sẽ gội đầu trước và sau đó chúng ta mới tắm, đúng ạ. Tôi sẽ tắm sau khi gội. Các bạn hiểu chưa? Vâng. Chúng ta sẽ có phần luyện tập tiếp theo. 먼저 야채를 씻은 후에 고기를 굽습니다. 씻은 후에 chính là động từ 씻다. Thưa các bạn, vậy thì trước tiên chúng ta làm gì? Chúng ta nướng thịt trước à? Hay là chúng ta rửa rau trước? Không, đúng ạ. Chúng ta sẽ rửa rau trước, xong đấy chúng ta mới gì? Nướng thịt, đúng ạ. 저녁 식사를 끝낸 후에 거실 청소를 합니다. 저녁 식사를 끝낸 후에 거실 청소를 합니다. 끝낸 후에 chính là động từ 끝내다. Không có phụ âm cuối, cho nên chúng ta kết hợp với 느 후에, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dọn dẹp phòng khách, đúng ạ? Với điều kiện như thế nào? Vâng, với điều kiện là sau khi ăn tối, đúng ạ? Thì chúng ta ăn trước và sau đấy ta mới dọn phòng khách, đúng ạ? 아침 뉴스를 들은 후에 출근합니다. 아침 뉴스를 들은 후에 출근합니다. 들은 후에 chính là gì ạ? Chính là động từ ta. Vì sao? Vì phụ âm cuối tư khi gặp gì? Cái gì? Khi gặp các nguyên âm như a, ư thì sẽ biến đổi thành lý ư, cho nên thành từ rưn huệ. Từ rưn huệ, các bạn nhớ nhá. Tôi sẽ đi làm. Nhưng mà tôi sẽ đi làm trước hay là nghe thời sự trước? Đúng rồi, tôi sẽ nghe thời sự buổi sáng trước, sau đó tôi mới đi làm. Đúng không ạ? 일주일 후에 시험이 있습니다. 일주일 후에 시험이 있습니다. 일주일 là gì? Là danh từ có phụ âm cuối. Chúng ta kết hợp với 후에, đúng không ạ? Thành 일주일 후에 시험이 있습니다. Sau một tuần nữa sẽ có kỳ thi. 숙제를 마친 후에 인터넷 게임을 했습니다. 마친 후에 có từ cơ bản là gì ạ? Vâng, chính là 마치다. Đúng không ạ? Động từ 마치다 không có phụ âm cuối, cho nên chúng ta đã kết hợp là tôi đã chơi game. À, tôi đã chơi game sau khi làm xong bài tập 숙제를 마친 후에 인터넷 게임을 했습니다. Vâng. Các bạn thấy bài học của chúng ta hôm nay như thế nào ạ? Chúng ta cần phải nhớ những gì ạ? Vâng, với bài học hôm nay chúng ta cần nhớ rằng đối với gì? Đối với gì? Chúng ta không được kết hợp ưn hôi e với gì? Với quá khứ và với tính từ, đúng không ạ? Còn đối với nguyên âm a, o hoặc là các gì? Động từ tư, sư, các phụ âm tư, sư thì được biến đổi và chúng ta kết hợp với ưn hôi, đúng không ạ? Còn với gì? Các từ như là không có phụ âm cuối thì chúng ta lại kết hợp với nư, huế và phụ âm cuối là lý ư thì chúng ta cũng kết hợp với nư, huế và phụ âm cuối là lý ư thì chúng ta
Bí ướp chúng ta cũng kết hợp với nư huệ. Các bạn nhớ cho cô những cái phần đấy rất chi là quan trọng. Thưa các bạn, các bạn không cần phải học hết cả cái bài này. Các bạn chỉ cần nhớ cho cô như thế là được. Nắm những cái phần chính là được. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.